Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Uni Nguyễn Today Food. Hôm nay Uni xin giới thiệu với các bạn một cái món ăn mới. Đó là gà bó xôi hay còn gọi là gà không lối thoát. Món gà bó xôi thì nó cũng đơn giản và cũng dễ làm. Thì hôm nay mình mời các bạn cùng Uni vào bếp bắt tay vào làm món gà bó xôi nha. Đây là một ký nếp và mình đã ngâm trước 1 tiếng đồng hồ rồi. Gà thì các bạn làm sạch để ráo. Mình thì không thích ăn đầu với lại chân nên mình đã chặt bỏ hết rồi. Chuẩn bị thêm 2 củ hành tím. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ướp gà. Mình cho gà vào cái thau rồi mình rải lên đây khoảng nửa củ hành tím, một ít dầu hào, một ít hạt nêm. Với lại một ít muối, một ít đường. Thì các bạn cũng có thể là để nêm nhiều hay ít tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình. Mình sẽ trộn đều tất cả lên và mình để đây 30 phút để cho gà nó được thấm gia vị á các bạn. Nếp thì mình vo sạch và mình chuẩn bị đem đi hấp. Trong thời gian đợi hấp nếp thì mình sẽ đi xào cái phần củ hành để cho nó thơm lên, để một hồi nữa mình chát lên gà. Thì củ hành mình sẽ xào lên để cho nó thơm thôi nha, đừng có cháy cho nó khét nghẹt luôn nha. Cái nồi nếp nó cũng đã sôi được 5 phút rồi thì mình sẽ bỏ gà vô mình hấp. Gà thì mình hấp từ 30 đến 45 phút cho gà nó chín rồi mình gấp ra ngoài. Mình sẽ chế nước cốt dừa lên nếp nè để cho nếp nó mềm và nó béo, nó thơm hơn. Dùng đũa trộn đều cái phần nếp lên để cho nước cốt dừa nó thấm đều. Chuẩn bị lót một cái miếng giấy báo và một miếng ni lông. Sau khi mà nếp nó đã chín đó các bạn, thì mình sẽ đổ ra ngoài miếng ni lông này và mình sẽ chải cho nó mỏng đều. Là một cái khâu khá là quan trọng đó, tại vì nếu mà mình bọc nếp mà bọc không kỹ á, thì nó sẽ bị bể ra và dầu nó sẽ vô trong, nó sẽ làm cho cái phần nếp của mình nó không ngon và cái gà của mình nó cũng không được ngon nữa. Cái khâu này thì nó hơi là khó nha, vì vậy là mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của ông xã mình để phụ mình là bó con gà lại. Nè các bạn cũng có thể nhìn thấy là nếp của mình là chảy trên một cái mặt phẳng như vậy và nó hơi rộng, hơi bự một xíu. Rồi mình sẽ chét cái hành lên. Nhớ là chảy nếp cho rộng, cho bự ra nha, để một hồi nữa mình bó gà cho nó dễ. Đã chét hành lên trên mặt nếp xong hết rồi thì giờ mình sẽ đặt con gà ở giữa. Hai người dùng bốn tay để bó con gà lại. Nếu như mà có hai tay thì hơi khó một xíu. Bó thì mình sẽ bóp cho cái phần nếp này nó cứng lại. Đừng có để cho nó có không khí ở trong. Nếu mà có không khí ở trong nó bị bọng thì nó sẽ dễ, lúc mà mình chiên nó sẽ dễ bị bể ra lắm. Nè, đây là cái phần gà mình đã đều hết nếp rồi thì mình sẽ dùng cái ni lông đó mình quấn hai đầu lại để mình dắt cho nó thiệt là cứng. Giờ thì chuẩn bị một cái chảo sâu lòng và hơi bự một xíu nha. Mình đợi chảo nóng thì mình sẽ đổ dầu vô, mà đổ thiệt nhiều dầu nha mọi người, có thể là đổ khoảng nửa chảo vậy đó. Mình đợi cho dầu thật là nóng, nó sôi lên đó, vậy mình mới để gà vô. Nhưng mà khúc này mọi người nhớ cẩn thận nha, tại vì cái con gà của mình với lại nếp nữa nó rất là nặng, khi mà để vô thì rất là dễ bị bung cái dầu nó bay tùm lum á.
Thì con gà mình để vô xong rồi thì mình sẽ lấy cái giá này nè, mình múc ít dầu mình đổ lên trên để cho cái phần lớp trên nó kết dính lại, nó không bị bể ra. Chiên thì mọi người nên cẩn thận nha, vì đây là một cái chảo dầu rất là sôi, rất là nhiều dầu. Đây là gà mình đã lặt lại rồi nè, cái lớp dưới nó vàng rồi đó. Lặt gà lại thì mọi người cũng nhớ là cẩn thận nha. Xong một cái con gà bó xôi nó rất là nóng luôn. Bây giờ mình sẽ dùng kéo mình cắt nó ra, mình cắt mà mình nghe rộp rộp luôn á, tại vì nó ở ngoài nó vàng á nên nó giòn. Gà bó xôi thì mình sẽ ăn kèm với muối tiêu, rau răm và dưa leo. Nếu các bạn chưa ăn thử một gà bó xôi thì hãy nhanh tay đi bắt một con gà, mua một ký nếp về làm để thưởng thức nha. Chồng mình ảnh rất là mê cái món này luôn, mỗi lần mà về Việt Nam á, là mình hay đặt người ta đem tới rồi mình ăn. Nhưng mà vì ở bên đây á, là không có người bán nên mình phải tự tay mình làm để cho ông xã mình ăn. Chỉ mới có cắt thôi, mới có nghe mùi thôi là mình đã chảy nước miếng rồi đó. Nam á, muốn ăn những món này á, thì rất là dễ, tại vì gà thì có gà vườn mình nuôi sẵn nè, hoặc là mình ra chợ mình mua người ta mần sẵn cho mình luôn, nó dễ. Còn bên đây hả, muốn ăn là phải lăn vào bếp. Với lại gà khó kiếm những cái con gà mà gà vườn giống như là Việt Nam lắm. Sau video này thì mong là các bạn sẽ có thêm một cái món ăn mới để cùng gia đình thưởng thức nha. Và video hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo. Hãy ủng hộ kênh bằng cách là ấn like, đăng ký và share video để cho mọi người cùng biết đến kênh nha các bạn. Bye và xin hẹn gặp lại với những video tiếp theo.